Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chỉ với 3 đến 40 nghìn thôi, anh em có thể có một cái wifi 5G để anh em sử dụng cho gia đình nhà mình với đạt tốc độ là cao nhất của nhà mạng. Đấy, đầu tiên đây, cái này model này mình cũng vừa đi mua ở ngoài cửa hàng sắt vụn về này. Đấy, mình chả biết là họ lấy ở đâu, nhưng mà mình chỉ biết là mình kiếm được cái model này. Cái model này rất là cao. Cái model này mình thông số cho mọi người thấy này. Con này nó sản xuất năm 2022 cơ. Nó rất là mới. Đấy nên là anh em chú ý nhá. Nó rất là mới. Thế nên là mình cũng vừa mới cầm về xong. Vừa cầm về được mấy hôm rồi. Thì bây giờ mình hướng dẫn anh em cách là làm thế nào để nó biến cái wifi này, cái model này của nhà mạng Viettel này, để thành một cái wifi phụ cho gia đình nhà mình. Wifi phụ nhưng mà tốc độ là tốc độ 5G. Và mình tiện thể mình hướng dẫn anh em cách là tách băng tần ra, tách băng tần 5G riêng ra và cả băng tần 2,4G riêng ra. Đây, nó có hai băng tần đây. Thường thường nhà mạng họ sẽ làm chung nhưng mình sẽ tách riêng ra. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tách ra và anh em sử dụng như một cái wifi phụ bình thường và đạt tốc độ cao nhất. Đây, đầu tiên là anh em mình đối với anh em là cứ gỡ cái này ra, xong anh em cắm điện vào đã. Nó sử dụng nguồn 12V nhé. Đấy, sau khi mình cắm điện vào rồi thì mình sẽ cắm cái model này vào, cắm nguồn cấp cho model này. Đấy, mình cắm nguồn đây. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy là cái nguồn bắt đầu là nó có điện này. Đấy, em thấy có điện chưa? Cái này có điện đây. Đấy, anh em chờ tí nó lên tất cả các đèn đã. Đấy, khi mà có điện rồi ấy thì anh em để ý này, nó sẽ lên tên wifi của nhà chủ cũ của họ. Đấy, nhà chủ cũ của họ. Thì bây giờ cái mục đích của mình là cần phải reset nó về mặc định đã. Reset nó về mặc định thì là mình sẽ là như thế nào? Thì đây là có một cái cổng USB này. Đấy, đây là model 671i là mới nhất. Thì bây giờ anh em sẽ đây này, ở dưới mặt đít của nó có một cái lỗ để anh em reset này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Lỗ này lỗ reset này. Đấy, nó viết chữ reset to đùng này. Đấy, anh em để ý này. Sau khi nó lên hết tất cả các đèn này rồi nhá. Nên cái đèn này, một là đèn lót là đèn của quang này, hai là đèn nguồn này, ba là đèn wifi là đã đầy đủ hết rồi. Bây giờ anh em mình cứ cắm vào và chọc cái lỗ vào cái đây này. Mình cứ chọc vào đây để mình reset đã nhá. Đấy. Anh em chờ tí nó sẽ reset về mặc định. Về mặc định là như cái ở mặt đít của nó viết ấy. Là cái mặt đằng sau này, nó sẽ viết. Anh em cắm và chờ vào tầm độ khoảng 5 đến 10 giây thì tất cả các đèn nó cùng sáng. Xong rồi anh em nhả tay ra thì là lập tức là ok, anh em đã reset thành công. Đấy. Ok, tất cả các đèn cùng sáng là mình nhả tay ra rồi. Thì là ok, anh em mình đã reset thành công cái wifi này nhá. Bây giờ anh em mình chờ nó khởi động lại. Xong rồi mình sẽ cắm nó vào máy tính. Các anh em dùng máy tính cũng được mà anh sử dụng điện thoại cũng được, nó cũng tương tự nhau thôi. Các anh em chú ý nhá. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn qua máy tính. Thì tiện thể thì tí mình sẽ thử test bằng cái điện thoại xem nó như thế nào. Ok anh em nhá. Mình test thử luôn. Đây, mình có sợi cáp cắm từ máy tính nhá. Cắm ra máy tính đây. Đầu kia còn lại là mình đã cắm vào máy tính rồi. Bây giờ mình cắm vào cổng nào cũng được. Mình cứ cắm vào LAN số 1 nhé. Mình cứ cắm vào cổng LAN số 1 này. Rồi ok. Rồi mình đặt sang một bên nhé. Đấy. Bây giờ mình chỉnh máy lên máy tính này. Để cho anh em dễ hình dung. Rồi, sau khi chỉnh rồi thì mình sẽ hướng dẫn anh em này. Đầu tiên là anh em vào trang web, vào Google Chrome hoặc Cốc Cốc cũng đều được hết. Anh em đánh giúp mình là 192
và cái mặt đít của nó ghi sẵn đấy, 192.168.1.1 anh em nhé, anh em bật enter này. Đấy, lập tức nó truy cập vào ngay cái modem 671i này luôn. Đấy, thì bây giờ anh em sẽ gõ cho mình dòng đầu tiên là admin này. Đấy, dòng thứ hai ấy, dòng password này này. Anh em lật mặt sau lưng lên anh em nhìn này. Đó là cái dòng chữ in đậm này này. Đấy, anh em chú ý cho mình được cái dòng chữ in đậm này nhá. Cái dòng chữ in đậm này. Đấy, dòng chữ in đậm nó ghi là ZTEGCED8 này. Đấy là phụ thuộc vào tùy từng modem của mình nhá. Đây, mình đã đánh sẵn ra đây rồi. Bây giờ mình copy này. Mình dán vào đây. Mình dán vào đây. Thế mình chọn login. Đấy, sau khi nó vào được như thế này rồi thì anh em chú ý cho mình này, đây là đặt tên này. Đấy, anh em vào cái Lookup Network này. À, anh em vào Advanced Setup đã. Đấy, xong anh em vào cái Lookup Network này. Thế xong anh em vào cái WLAN này. Cái WLAN này là gì? Cái WLAN này là để chỉnh cái chế độ Wi-Fi đấy. Đây là họ cho một cái nhà mạng là 2.4G này. 2.4G thì anh em sẽ đặt cái này là mình đặt là 2.4G này. Đây là cái Wi-Fi mà 2.4G đấy. Mình 2.4 này, G này. Đấy. Thì là lập tức là có một cái Wi-Fi rồi. Mình đặt là 2.4G nhá. 2.4G này. Đấy, mật khẩu mình đặt là 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 đi. Thôi anh mình đã đặt là 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Ở tại cái mình chọn apply này. Đấy, thế nào nó đã lưu thành công là có một cái wifi tên là 2.4G này. Và mình đặt thêm một cái là mẹ SDD 7 này. Đấy, mình đặt cái này là mình đánh là 5G đi. Mình đặt tên là 5G đi. Xong cái này mình cũng đặt là 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Rồi ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 này mình chọn apply này. Đấy. Thì lập tức là anh em bật điện thoại ra này. Anh em bật điện thoại ra này. Đây. Anh em bật điện thoại ra này. Đấy. Anh em bật điện thoại, anh em vào wifi này, cài đặt này. Anh em vào wifi này. Anh em sẽ lập tức nhìn thấy hai cái wifi, một cái tên là 2.4G này. Đấy. Anh em thấy chưa? Đấy. Và một cái nữa, anh em chờ một xíu, còn một cái 5G nữa sao chưa thấy ra. Nếu chưa thấy ra thì anh em có thể kích vào cái on này lên này. Anh em kích vào cái on này lên này. Anh em thấy không? Kích vào cái on này. Đấy. Vì mình chưa on lên, hai cái này on rồi, mình chọn apply này. Đấy, sau khi apply rồi thì nó bảo đã thành công này. Thế mình kiểm tra điện thoại lại này. Đấy. Đấy nó đã có chữ 5G đây này. Đấy, anh em chú ý nhá, đã có 5G rồi. Thế sau khi như thế rồi thì 5GHz ấy. Thế là anh em lại xong cái phần đặt là tách băng thông. Là mình đã tách ra một cái là 2.4 và cái 2.5G mình đã tách ra rồi. 2.42 5G mình đã tách riêng ra rồi. Thế tiếp theo bây giờ anh em cần làm gì nữa? Để mỗi lần ví dụ như mình muốn truy cập vào đây, mình thay đổi địa chỉ của cái tên của Wi-Fi mà thay đổi mật khẩu này. Đấy, thay đổi cái tên này này. Thì mình vào đâu? Thì anh em sẽ vào giúp mình một cái mục nữa là mục WAN này. À, mục LAN này, anh em vào mục LAN cho mình. Xong anh mục vào cái mục DHCP này. Đấy, anh em đánh cái này cho mình là của nhà mạng là 192.168.1.1 thì mình sẽ điền thêm là .100 này. Đấy. Thế sau khi đã đặt .100 rồi nhá. Đấy, anh em chú ý cái bước này này. Sau khi đặt .100 rồi anh em chọn apply này. Sau khi apply rồi thì anh em phải rút điện ra. Xong anh em bật lại. Mình chọn apply này. Đấy, mình chọn apply. Thì là lập tức là nó sẽ quay này. Nó quay này thì là nó sẽ nó đang lưu lại cái thiết lập của mình đấy. Đấy, sau khi nó anh em chờ một xíu. Anh em chờ một xíu anh em anh em thấy đây này, anh em sau rồi thì anh em tắt modem đi. Anh em cứ tắt tạm đi đã. Đây, mình tắt đi nhá. Đấy, mình tắt đi rồi, xong mình khởi động lại này. Đấy. Sau khi khởi động lại rồi này, mình sẽ hướng dẫn anh em là để mình cho cái máy thấp xuống. Đây. Đấy, sau anh em lấy một cái dây mà anh em cắm từ cái modem nhà mạng xuống nha. Đây mình dây này này. Dây này là cắm vào cái wifi nhà mình ở trên kia xuống.
Cái wifi nhà mình nó cũng là cái model 5G. Thế mình cắm vào cái cổng LAN số 1 nhá. Đây mình cắm vào LAN số 1 cho anh em nhìn này. Đây. 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 Đây mình rút cái này ra đây. Mình cắm vào LAN số 1 này. Đấy, đây LAN số 1 nhá. Ở đây mình cắm cái này vào LAN số 3 chẳng hạn. Số 4 cũng được. Đây, thế là mình đã cắm vào cái này nhá. Thì lập tức là anh em bật ra này. Đấy, sau khi nó khởi động lên thành công nó vẫn lên đủ là LAN số 1 đã cắm và LAN số 4 đã cắm này. LAN số 1 này là mình cắm từ wifi nhà mình xuống nhá, từ modem gốc của nhà mạng. Thế sau khi vào rồi thì mình sẽ dùng điện thoại này. Mình sẽ dùng điện thoại. Mình vào cài đặt, mình vào cài đặt wifi này, mình sẽ vào lại cái mục anh em chờ một xíu. Anh em một chờ một xíu, nó vẫn chưa lên cái tên của wifi của cái modem mới. Đây nó đã lên rồi đây. Sau khi nó lên rồi nhá, mình kích vào cái 5G này. Đấy, mình đánh mật khẩu, lúc đấy mình giảm là 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Mình chọn kết nối này. Đấy, lập tức nó kết nối ngay lập tức vào cái wifi 5G này luôn. Đấy. Sau khi nó kết nối wifi 5G rồi, mình test thử luôn tốc độ mạng cho anh em xem. Đấy. Đây. Đây nó vẫn là ICANN là nó chưa thể kết nối được vào mạng. Để mình vào thử Google xem đã. Mình vào Google xem nó đã vào được mạng chưa. Đây vẫn chưa vào được mạng này. Vẫn chưa vào được mạng. Vẫn chưa vào được mạng. Có thể là mình chưa khởi động lại cái modem hoàn chỉnh. Mình sẽ khởi động lại cái modem này nhá. Đây. Mình đã cắm vào rồi đây. Đấy. Mình khởi động lại. Rồi mình sẽ bật lại. Anh em chờ một xíu. Anh em chờ một xíu là nó sẽ tự động bật lên. Sau khi bật lên rồi nhá. Sau khi bật lên rồi này, anh em chú ý này, là sau khi khởi động lại rồi. Thế mình sẽ test lại. Mình sẽ test lại, mình sẽ dùng điện thoại mình test lại xem. Đây. Mình sẽ test lại vào cái đây là 2.4G này. Mình test lại cái 5G xem nó như thế nào. Hoặc là mình test cái 2.4G này cũng được, nó chưa ra được cái 5G thì mình test 2.4. 2.4 là mật khẩu 1 2 3 4 5 6 7 8 này. Mình chọn kết nối này. Mình tắt cái dữ liệu di động đi. Đấy, đã kết nối được cái 2.4 nhá. Bắt đầu mình sẽ vào cái Google thử xem là mình đã vào được chưa này. Sao lại sao chưa thấy vào được. Đấy, đã vào được rồi anh em nhé. Mình vào thử trang dân trí này. Đấy. Đã vào thành công anh em nhé. Đấy, sau khi vào thành công rồi, mình sẽ vào cái test này, spell test này, ok này. Đấy, anh em mình nhấn go này. Đấy, lên chữ Viettel ngay. Đấy. Đây là tốc độ của 2.4. Đấy, vẫn đạt được tốc độ trên 100M anh em nhé. 125, 130, 150 liền. Đấy, tốc độ 2.5G quá là ngon luôn. Đấy. Ok nhá, bây giờ mình sẽ thoát ra này. Mình vào cài đặt này, mình vào wifi này, mình vào kết nối lại với cái 5G này. Đó,
mình vào cái lỗi lại với cái 5G này. Cái lỗi cái 5G mình vừa đặt đây đúng không? Nên mình sẽ test lại cho anh em xem. Mình vào Google này. Rồi ok. Mình vào cái test này. Đấy, mình chọn test again này. Đây. Đấy, tốc độ anh em thấy luôn là nó lên rất là cao, lên đến 100 m. Đấy. Anh em tốc độ nó đạt rất là cao, hiệu quả nhất. Bình thường nó phải đạt được hơn một gần 200 m, tầm 107, 108. Mình test lại này, có thể là vừa nãy là nó chưa nhận xong thì nó chưa lên được. Đấy, anh em thấy nó lên rất là nhanh. Đây là mình test bằng qua cái wifi thì là tốc độ nó đạt được như vậy. Thì bây giờ mình sẽ test qua tốc độ của máy tính cho anh em xem nó sẽ như thế nào nhé. Rồi, ok rồi, mình sẽ test qua máy tính nhé. Mình test qua máy tính cho anh em xem. Đó. Mình test qua máy tính thì mình vào trang spell test thôi, mình bỏ này ra. Mình vào trang spell này, sờ này. Đấy, mình vào test lại này. Mình chọn go này. Để xem cái tốc độ này nó sẽ đạt được bao nhiêu. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó lên 192, 191. Đấy, tốc độ rất là cao.